Kính chào quý vị, bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, hiện tại thị trường đang có 85 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thanh toán qua Internet và 52 tổ chức triển khai thanh toán qua điện thoại di động. Đến cuối quý 3, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng trên 49% về số lượng, giao dịch qua kênh Internet tăng trên 60% về số lượng và tăng gần 6% về giá trị. Qua kênh điện thoại di động tăng gần 61% về số lượng và gần 10% về giá trị. Qua phương thức QR code tăng trên 105% về số lượng và tăng gần 11% về giá trị. Số lượng giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng tăng trên 15% về số lượng và tăng gần 22% về giá trị. Chỉ trong năm nay, hệ thống NAPAS xử lý bình quân hơn 20 triệu giao dịch mỗi ngày, tăng tương ứng 52% số lượng và 12% về giá trị giao dịch. Riêng số lượng giao dịch chuyển tiền nhanh NAPAS 24/7 tăng tương ứng 62% về số lượng và 13% về giá trị. Thanh toán qua quét Việt QR tăng 8 lần về số lượng và 4 lần về giá trị giao dịch so với năm 2021. Những con số kể trên cho thấy người dùng Việt đang ngày càng ưa chuộng và sử dụng thường xuyên hơn giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong chi tiêu hàng ngày, tập trung vào các giao dịch có giá trị, nhỏ lẻ, từ thành thị đến nông thôn, từ nhà hàng đến các siêu thị, chợ dân sinh. Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và đồng hành hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, SHB tiếp tục giảm tới 2% một năm lãi suất cho vay dành cho các khách hàng hiện hữu. Theo đó, từ nay đến hết năm 2023, SHB sẽ triển khai giảm tới 2% một năm lãi suất cho vay các khách hàng hiện hữu, bao gồm cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, nhằm chia sẻ những khó khăn của khách hàng, nhất là trong giai đoạn nhu cầu vốn tăng cao vào cuối năm. Đặc biệt, SHB ưu tiên hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự án xanh và các khách hàng cá nhân vay tiêu dùng sản xuất kinh doanh. SHB sẽ chủ động đánh giá các khoản vay và thông báo các thông tin cụ thể về chương trình tới các khách hàng. Thưa quý vị, với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, đồng thời hỗ trợ các khách hàng, từ đầu năm đến nay, SHB đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng và phát triển kinh tế. SHB dành 5.000 tỷ đồng với lãi suất từ 6,97% hỗ trợ các doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động ngắn hạn và dành 1.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay mua ô tô với thời gian vay từ 36 tháng trở lên. Chương trình được triển khai đến hết ngày 30 tháng 5 2024. Riêng đối với các khách hàng là doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, SHB dành riêng gói ưu đãi lãi suất 50 triệu đô la Mỹ với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,8% một năm. Chương trình được triển khai đến hết ngày 26 tháng 4 năm 2024. SHB cũng đang triển khai chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập với ưu đãi lãi suất lên tới 1,5% với tổng hạn mức 5.000 tỷ đồng dành cho các khách hàng cá nhân vay vốn tại SHB với mục đích sản xuất kinh doanh, mua nhà, mua ô tô, vay tiêu dùng. Đặc biệt với những khách hàng thân thiết sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng có thể được nhận thêm ưu đãi lên tới 2,5% một năm. Ưu đãi của chương trình được triển khai đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Việc điều chỉnh giảm lãi suất dành cho các khách hàng cùng các gói hỗ trợ tín dụng quy mô lớn là hành động thiết thực để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp người dân, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, góp phần tăng trưởng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiêu dùng. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày đầu tuần. Thưa quý vị, giá vàng nhẫn trong nước tăng lên mức giá cao chưa từng có. Giá vàng miếng thế giới nhanh chóng vượt ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ounce và có cơ hội lập đỉnh cao lịch sử ngay cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Trong phiên giao dịch sáng đầu tuần, thị trường vàng thế giới và trong nước sôi động với giá đồng loạt bứt phá. Giá vàng thế giới tăng nhanh trên ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ounce ngay đầu tuần mới trên thị trường châu Á. Trong nước, giá vàng nhẫn tăng giá cao chưa từng thấy, lên đỉnh mới 61,6 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng miếng tăng thêm 200.000 đồng một lượng so với cuối tuần, niêm yết mua vào lên mức 71,4 triệu đồng, bán ra 72,3 triệu đồng. Như vậy, giá vàng miếng trong nước chỉ còn cách không xa kỷ lục 74 triệu đồng một lượng, ghi nhận hồi đầu tháng 3 năm 2022. Vào thời điểm đó, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 17 triệu đồng một lượng. Còn ở thời điểm hiện tại, mức chênh lệch khoảng 12 triệu đồng một lượng. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường. Bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Không ví.
Apple Pay. Bẩn tay, Apple Pay. Thôi, Apple Pay nha. Chỉ cần Apple Pay với thẻ Vietcombank.